trẻ hóa là điều đang diễn ra trong nhiều năm nay của bóng chuyền Việt Nam. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương cũng không ngoại lệ. Thành phần nòng cốt hiện nay của nhà Á quân giải vô địch quốc gia đều là những cô gái sinh năm 1995, 1998 hay 1999 như là Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thu Hoài hay Trần Tú Linh. Đội bóng ngành ngân hàng với bề dày thành tích đang khớp nối những kinh nghiệm từ những người thầy, người chị trong thành phần ban huấn luyện đến các lớp kế cận. Kim Huệ và Thu Hoài là hình mẫu trong câu nói che già măng mọc. Ngày cái hồi mà em chưa được là bóng chuyền thì em rất là hâm mộ chị Huệ với cả chị Ngọc Hoa. Em không bao giờ em nghĩ là được đứng trên sân cùng chị, hay lúc đầu là không thể nào nghĩ là sẽ gặp được chị. Nhưng rồi khi mà em về đội Ngân hàng Công Thương thì mọi thứ, nói thật là em không bao giờ nghĩ trong đầu em là có thể là kiểu thi đấu cùng chị hay là ở trong cùng một đội với chị và bây giờ được chị huấn luyện. Niềm mơ ước của cô gái sinh năm 1998 đã thành hiện thực khi đang nhận được nhiều sự chỉ bảo của đàn chị. Phạm Kim Huệ sau khi chia tay Bộ Tư lệnh Thông tin cũng đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của Ngân hàng Công Thương hay là đội tuyển quốc gia khi đó. Và giờ đây, trên cương vị là trợ lý huấn luyện viên, chị đang mang kinh nghiệm hơn 20 năm thi đấu của mình để truyền đạt lại cho các đàn em. Thì mình cũng rất là hy vọng rất nhiều của các em cố gắng làm sao thể hiện được cái chuyên môn mà đã học được từ các thầy cô, rồi cũng như là cái bản lĩnh của các em thể hiện được trên sân thì các em mới chứng tỏ được mình và thể hiện được mình. Đối với một phụ công nổi tiếng như chị Kim Huệ thì cũng nhiều lúc chị cũng chia sẻ kinh nghiệm đối với em về những cái đường truyền của em như thế nào cho hợp lý. Tại vì người truyền hai là cái người mà luôn luôn tìm ra được cái cách đánh của từng tấn công. Nghĩa là tấn công có đánh tốt hay không ấy, là phụ thuộc vào người truyền hai. Người truyền hai am hiểu rằng là người này đánh bóng thấp hay bóng cao, người này đánh bóng thu hay là bóng loe hay như thế nào đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái người truyền hai mà thực sự mà giỏi ấy, là cái người mà biết được các cái lối đánh của từng vị trí ở trên sân. Thì với tư cách là phụ công và đánh rất nhiều cái đường bóng của rất nhiều truyền hai, thì cá nhân mình ấy thì mình cũng luôn mong muốn em ấy luôn cố gắng trau dồi học hỏi và cố gắng làm sao truyền được cho các vận động viên tấn công nhiều đường bóng, thích nghi được nhiều với cả chủ công cũng như là phụ công, thì như thế thì em ấy sẽ trở thành một truyền hai rất là tốt và xuất sắc. Một bên là biểu tượng của bóng chuyền nữ Việt Nam những thập niên trước, một bên là lớp vận động viên trẻ đang thể hiện được mình trong câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Kim Huệ, Thu Hoài đang là đại diện cho hai thế hệ vận động viên xuất sắc của Việt Nam. Sức trẻ cộng thêm với kinh nghiệm sẽ là công thức giúp cho bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định mình trên bản đồ bóng chuyền khu vực, mà xa hơn sẽ là bản đồ thế giới.